Anh Đào, Minh Thu, chị em trao đổi tên nhau làm khán giả lú ngang. Tên của các bạn trong phim là gì? Tôi tên là Thu và tên nhân vật của tôi là Đào. Tôi là Đào, nhân vật của tôi là Thu. Hả? Minh Thu lần đầu diễn chính đã đóng vai vợ vai mẹ một nách ba con. Màn bắt ghen hộ bạn thân cực chất khiến khán giả thích thú. Anh Đào sao y bản chính nhân vật của Lan Phương, nhưng cơ cực hơn cả đàn chị vì có anh chồng phá của. Sao Kim bắn tim sao hỏa và Vui lên nào anh em ơi hiện đang là hai bộ phim trên sóng giờ vàng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau thời gian theo dõi, người xem cũng chợt nhận ra một điểm chung thú vị giữa hai bộ phim, đó là tên của hai nữ diễn viên góp mặt trong phim có sự trùng hợp gây lú cực mạnh. Cụ thể, trong Vui lên nào anh em ơi, nữ diễn viên Anh Đào đảm nhận vai nữ chính tên Thu. Trong khi đó, bên Sao Kim bắn tim sao hỏa, nữ diễn viên Minh Thu lại thủ vai Đào. Màn so sánh tên trên phim ngoài đời của hai nữ diễn viên đã làm người xem được fan lú ngang, nếu không thông thạo dàn diễn viên của vũ trụ VTV chắc sẽ rất dễ nhầm lẫn. Đáng nói, Minh Thu và Anh Đào ngoài đời còn là bạn thân, lại còn chung lớp sân khấu điện ảnh với những cái tên quen thuộc như Việt Hoa, Lương Thanh, Quang Trọng. Đợt này, cả hai không đóng chung phim, song vai diễn của hai cô bạn thân lại có khá nhiều nét tương đồng. Cả Minh Thu và Anh Đào trên phim đều đã làm vợ làm mẹ, còn là trụ cột kinh tế. Với Minh Thu, đây cũng là lần đầu mà cô đóng vai chính. Hóa thân thành Đào, một người phụ nữ đã có gia đình, một nách ba con. Bên cạnh những sóng gió trong gia đình, Đào còn là người bạn thân cực phẩm khi không ngại đi bắt ghen dùng trang. Phân cảnh Đào nhảy vào tay đôi với cô gái bị nghi là Tiểu Tam đã khiến người xem vô cùng thích thú, cho rằng ai cũng nên có một người bạn nhiệt tình như Đào. Trong khi đó, anh Đào thủ vai Thu ở Vui lên nào anh em ơi lại được mang ra so sánh với Lan Phương. Còn nhớ trong bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình, Lan Phương hóa thân thành cô vợ hơi đanh đá, đụng chuyện gì cũng sồn sồn lên và hơn hết có mái tóc vàng hoe rất đặc trưng. Nhìn qua tạo hình của anh Đào trên phim thôi đã nhớ ngay tới Hà của Lan Phương, lại thêm tính cách 3 phần giống, 7 phần như 3 thì người xem chắc chắn đây chính là Hà thứ hai của phim Giờ Vàng năm nay rồi. Tuy nhiên, so với Hà thì Thu của anh Đào có cơ cực hơn một chút. Ít ra chồng của Hà còn trí thú làm ăn, chứ chồng của Thu thì chỉ có phá làng phá xóm, báo vợ báo gia đình chứ chẳng được nết gì. Bao fan Thu muốn ly dị chồng, nhưng lại vì nhiều lý do mà tiếp tục cuộc hôn nhân.